Thi biểu cho em hỏi vòng chọn túc 20 so kè hai con chọn vô chọn một vô túc thì một con nhắc yếu hai lần, còn một con thì 1/3 thời gian thi đấu tốt ché xong móc bô xía nhẹ một cái, 2/3 sau múa thì trọng tài hạ con nhắc hai lần thì hợp lý không anh? Trọng tài có nói tiếng ché thì ưu tiên phải không anh? Em thì em không biết là như thế nào, nhưng mà em xin trả lời câu hỏi của bác Thi Bẹo này. Nếu như em á mà em điều hành ở cái trận đấy á, thấy chưa, tức là sát top 20 thì chọn một con, đúng không ạ? Một con mà nó đấu yếu nhắc nhở hai lần, còn một con thì 1/3 thời gian thi đấu tốt ché xong móc bô xía nhẹ một cái, đúng không ạ? 2/3 sau múa mái thì trọng tài nhắc chú chim hai lần, hạ con chim nhắc nhở hai lần thì có hợp lý không, đúng không ạ? Đồng ý tiếng ché đó là một cái điểm cộng rất lớn, đúng không? Trong quy tắc đấu dàn đó là một cái câu bất di bất dịch của anh em trọng tài, đó là nhất ché nhì buông xè, đúng không? Nhất ché nhì buông xè, tam cầu tứ mới mỏ. Đấy là một cái quy tắc để mà điều hành một trận đấu và đem ra để mà so sánh của một con chim. Vậy thì giữa hai con chim này của bác, nếu như là em thì em chỉ chấm trong vòng, nếu như em đã chia thời gian ra, thông thường một vòng đấu thì em sẽ chia làm 6 phút cho một vòng. Nhưng trong cái vòng áp tốc thì em sẽ khuyến khích trọng tài cố gắng chấm trong vòng 3 phút. Nếu như trong thời gian 3 phút đầu tiên mà con chim nó có nhắc nhở hai lần do yếu, nhưng yếu ở đây á, là do với mặt bằng chung và nó chưa có rõ ràng, thấy chưa, tức là nó chưa yếu hẳn, mặc dù là nó có yếu thật nhưng nó chưa rõ ràng và nó chưa yếu hẳn, thì cũng chưa có quyền để bắt nó được trong vòng 3 phút đầu. Và thì trong con chim 1/3 thời gian này, đúng không, tức là với em 1/3 tức là trong vòng 2 phút đầu tiên, đúng không ạ? 1/3 trong 7 phút tức là 2 phút đầu tiên thì chú chim này chơi tốt, có ché xong móc bô. Móc bô đây là một cái lỗi rất nặng của thi đấu. Vậy thì theo quy tắc của miền Trung tụi em và miền Nam thì đó là nếu như chú chim mà móc bô đầu tiên sau đó ché để chuộc lỗi thì có cơ hội đi tiếp, nhưng ché xong rồi lại móc bô ấy thì lại chắc chắn là phải hạ. Đấy, mà cộng theo xỉa nhẹ nữa thì không có cơ hội được, thấy chưa? Và múa mái này á, thời gian sau múa, múa là trong quy tắc là con chim đã lơ mặt đấu, không còn đấu nữa, thấy chưa? Tại sao trong tốt á, kể cả vào tốt tụi em á, miền Nam thế, tụi em làm thế, vào tốt xoay cầu qua 45 giây em hạ con chim đấy, tại vì người ta đi sục sạo ta đấu, mà ông đi múa thì ông gọi là ông không còn thi đấu rồi, không có hợp tác thi đấu. Trong vòng, nếu như trong vòng dưới 45 giây chú chim nó xoay cầu xong dựng bộ lên chơi, chú chim rất hay, đồng ý, thừa nhận đó rất tốt, bản thân em cũng phải thừa nhận đấy là một chú chim hay. Nhưng ông xoay cầu quá 45 giây thì thời gian ông đấu quá ít rồi, bởi vì ông đã xoay cầu là ông không có tham gia thi đấu đấy, cho nên là nó phải tùy thuộc như vậy. Cho nên trong cái câu hỏi của bác đây, trong vòng 1/3 thời gian, thấy chưa, mà một chú chim nhắc nhở hai lần yếu nhưng nó chưa rõ ràng thì cũng không có cơ hội để bắt nó. Nhưng 1/3 thời gian chú chim đấu tốt mà sau đó ché xong móc bô thì mới đấu 2 phút, đúng không ạ? 2 phút mà mới xong quay móc bô lại thì nó nặng rồi. Ông ché xong mà ông lại móc bô thì không ăn thua, không ăn thua. Cộng với cái xỉa nhẹ cái là càng nặng nữa. Đấy, nếu như ông đấy mà ông đấy móc bô trước mà ché sau thì được. Đấy, trong vòng 3 phút đầu tiên. Thì ông này 1/3 thời gian thì mới có 2 phút, đúng không ạ? Nguyên tắc là thế. Thế cho nên là nếu mà em trong trường hợp này thì em cho hạ con chim móc bô bác nhá, ok chưa? Anh nói quá hợp lý luôn, ché trước móc bô lỗi nặng rồi, ok bác, ok bạn già Dũng Cháy nhá. Không, nó cứ quy một vài lần thì chả ai bắt nó cả, bác Đinh Thế An nhá. Nếu như đấu tốt, nếu như đấu tốt thì chả ai bắt nó, em chả bắt nó đâu, em bắt cái con chim mà không đấu cơ, thấy chưa? Không quick view mà không đấu rồi em bắt, chứ còn những con chim mà nó đấu một, nó quick view một vài cái nhưng mà nó đấu tốt thì chả ai bắt nó cả,
Chào Bình Trần nhá. Ok bác Thi Bẹo nhá. Em mà thấy em thật bác, em làm nói chung là cứ cá nhân em điều hành một trận thi cũng thế, kể cả giao lưu hay đấu trường thế, mình cứ công tâm làm đúng với cái suy nghĩ của mình, làm sao cho nó chuẩn hợp lý. Tại vì ai cũng anh em nghệ nhân như mình thôi, ai cũng bỏ tiền ra như nhau cả. Họ ông bỏ 5 triệu tôi cũng bỏ 5 triệu, tôi đâu có bỏ ít hơn đâu, mà tôi ông kia cũng bỏ nhiều hơn đâu, đúng không? Bác bỏ 5 triệu tôi cũng bỏ 5 triệu, bác bỏ 2 trai tôi bỏ 2 trai, tôi thi tôi đâu có hơn đâu, đúng không? Cho nên là làm sao để cho mình cứ công tâm đúng mực, đặc biệt là khách quan tất cả các con chim, để mình làm thôi, đúng không ạ? Nó ở biên chí chim xong nó sổ lại ra cầu ngang, sổ ra ngoài xong nó lại vào dưới chim bị hạ do ngơ đấu. Không, cái này nó rất là khó bác ạ, cái này nó rất nhạy cảm, bởi vì con chim biên ấy thì không thể chấm nó cái lỗ như vậy được, nó rất là khó. Tại vì thế này này, nếu như con chim của bác nó đứng ra, nó đứng qua quá lâu ấy, nó chậm hẳn ấy thì chấm được, chứ còn con chim ngoài biên thì nó ra nó vào nó được chuyện bình thường. Ví dụ nó đứng mà không quá 5 giây, 6 giây thì nó vào nó đấu lại bình thường, đúng không ạ? Cho nên cái này thì nó rất là nhạy cảm, và mình phải so đo và so sánh với con chim đứng vị trí trung tâm đấy, đặc biệt là cái thái độ tùy con chim cơ. Chứ còn cái này thì nó rất là trả lời chính xác được đối với bác hiểu mô tô nhé. Câu hỏi này nó rất là khó trả lời chính xác được, tại vì phải so sánh với con chim đứng trong cơ đấy. Tại vì với em ấy, những con chim mà đứng biên ấy thì em chấm thang điểm 9, nhưng ở trong ấy, ở trong vị trí trung tâm ấy thì em chấm thang điểm 10. Vậy thì hai con nó đi tiếp. Nhưng nếu mà con chim đứng vị trí trung tâm mà đỗ thang điểm 9 bằng với con chim đứng biên ấy thì con đứng trung tâm hạ xuống nhá. Tất cả mọi thứ là phải chế độ đều tay, có toàn phát nhá. Tất cả mọi thứ đều phải là đều tay cả, chứ còn không có gì mà nhanh được các bác ạ. Phải đều tay và chế độ hàng ngày, và nhanh hay là chậm thì nó cũng phải phụ thuộc vào tùy cơ địa con chim bác nhá. Chứ còn không thể là không có ai nuôi chim mà nói cái một bảo là tôi nuôi con này tầm tuần nữa căng nửa, không có ai mà không ông nào toàn nói phép. Em nói thật đấy các bác đấy, ông nào mà nói chơi nuôi con chim mà khẳng định mà tôi nuôi một tuần nữa để đi thi à, toàn nói phép, nó phép không ấy. Em nói thật, tại vì sao? Trong quá trình mình chăm sóc con chim nó có rất nhiều sự cố, nó có rất nhiều sự cố lắm. Sự cố là gì? Sự cố là cái độ từ những cái thức ăn này, tắm táp hàng ngày này, chế độ hàng ngày đấy. Chứ còn ông nào mà bảo em nuôi con chim này tầm một tuần nữa đi thi, hai tuần nữa đi thi là nói phép. Em bên này còn chẳng dám nói điều đấy cơ. Tại vì em nói thật với các bác này, có thể hôm nay trời nắng con chim nó rạo rực, nó ché ra là bình thường, nhưng hàng ngày mai nó mưa ấy thì con chim nó lại tụt lửa lại. Thời tiết nó giảm nhiệt độ ấy, con chim nó cũng thuộc thời tiết, nó cũng tụt lửa lại. Thì em đố các bác ông nào mà dám khẳng định là bảo là nuôi một tuần nữa để căng lửa đấy. Thấy chưa? Đấy là còn chưa kể những cái thức ăn các bác lỡ không may cho ăn trái táo cho đầu con chim đau bụng thì sao? Đấy, đau bụng nó đi phân chảy, các bác nó đi đau bụng một ngày thôi, ngày mai nó tụt lửa từng hoàn toàn. Nó không phải đuôi hẳn đâu, nhưng mà con chim nó cảm giác nó sẽ yếu lại, nó không được tốt nữa. Đấy, chứ ông nào mà dám thì bảo là nuôi một tuần nữa đi thi, chẳng qua nói như vậy thế nào, nói là nói để cho nói vui thôi. Đấy, rồi cái cảm giác của con người mà người ta có tầm nhìn rồi ấy. Đấy, người ta có tầm nhìn rồi thì người ta nói kiểu là nói kiểu một cái còn một cái để mà động lực để người ta chăm con chim. Chứ còn chẳng ông mấy ông mà bảo là con này tôi nuôi tầm tuần nữa, hai tuần nữa căng đét là nó phét. Ông nào tài giỏi được. Vâng, chim căng lửa để nên cho ăn hoa quả hàng ngày bác ạ. Chim nào thì kể cả không căng cũng phải cho ăn hoa quả hàng ngày bác. Chào bác Thu Anh. Con chim nó đang căng lửa, thông thường nó sục, nó có biểu hiện hay sục sạo ở nhà, nó tìm chim đấu đấy bác. Rồi thông thường nó lâu lâu nó cũng có, ví dụ như trong quá trình bắt thì nó cũng hay ché lên, đó là những biểu hiện của con chim mà nó căng lửa. Nhưng cũng tùy con chim, có những con thì nó không có biểu hiện ở ngoài, nó không sục sạo chim, tại vì những con chim đấy thì nó không có nơi đâu ở trà, thì các bác phải nhìn qua thái độ của nó bác nhá. Chim sục sạo tìm chim đấu mà kẹp thì không đấu sao anh? Bác phải xem lại tố chất của con chim đấy bác nhá. Nhưng mà cá nhân em đánh giá là thông thường những chú chim mà có biểu hiện như thế á, là thông thường đó là hàng khôn nhà chợ đấy bác ạ, bác tránh nhá, thông thường như thế.